những ưu điểm của công nghệ TV OLED và những lý do nên sở hữu. TV OLED hiện nay không còn là công nghệ đắt đỏ như thời điểm của 7-8 năm trước mà giờ đã trở thành một sản phẩm dễ dàng tiếp cận hơn với người dùng. Những ưu điểm của TV OLED đã cho thấy nó là sự lựa chọn hàng đầu đối với những người mong muốn sở hữu thế hệ TV cao cấp trong thời buổi hiện nay, với độ tương phản cao, màu đen tuyệt đối với dải màu phong phú. Đồng thời, TV còn đem đến nhiều thiết kế phù hợp cho những không gian của ngôi nhà hiện đại. TV với tấm nền cực mỏng. Năm 2007, thế giới chứng kiến sự ra đời của chiếc TV OLED thương mại đầu tiên với độ dài chỉ mỏng 3mm ở phần tấm nền. Tuy nhiên thì đó chưa phải là thời điểm mà công nghệ TV OLED đủ sức thuyết phục người dùng, bởi kích thước của mẫu TV đó chỉ có 11 inch. Đồng thời, mức giá đề xuất $2,500 rất khó có thể thuyết phục được người dùng sở hữu được chiếc TV còn nhỏ hơn cả màn hình máy tính. Qua thời gian, TV OLED đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhà sản xuất. Vì vậy, chúng ta dễ dàng tìm mua được những chiếc TV OLED tầm trung đến cao cấp vào thời điểm này. Đặc điểm chung của nó luôn là một thiết kế tấm nền siêu mỏng. Với cấu trúc diode phát quang, các nhà sản xuất có thể tạo ra tấm nền TV mỏng với phần viền ngày càng thu hẹp lại. Từ đó, việc trải nghiệm xem nội dung của người dùng càng được nâng cao hơn. Thiết kế tối giản ở mặt trước của nhiều mẫu TV gần như không có bất cứ chi tiết nào gây phân tâm người dùng. Hình ảnh có độ chi tiết cao, màu sắc phong phú và chuẩn xác. Đã có nhiều đánh giá từ giới chuyên gia đều khẳng định công nghệ TV OLED hoàn toàn có thể tạo ra thiết bị trình chiếu có màu sắc phong phú và chuẩn xác. Điển hình như dòng màn hình TV Sony G-Master với tấm nền OLED là sự lựa chọn cho nhiều studio nổi tiếng trên thế giới. Từ những kinh nghiệm vốn có, các nhà sản xuất TV có thể tạo ra những bộ xử lý có khả năng tái tạo hình ảnh phù hợp để thu hút người dùng với vô vàn những lựa chọn khác nhau. Chẳng hạn như Sony có lợi thế rất lớn nhờ chip xử lý X1 Ultimate và kho dữ liệu hình ảnh từ Sony Pictures. Hình ảnh muốn có được độ chi tiết và chuẩn xác thì hãng nào càng có nhiều dữ liệu và sức mạnh phần cứng tốt thì sẽ giành được lợi thế. Đặc biệt trong thời đại Internet hiện nay, chúng ta thường có xu hướng xem nội dung thông qua các kênh Netflix hay YouTube. Vì vậy, lợi thế chắc chắn đang nghiêng về những nhà sản xuất có kho dữ liệu hình ảnh tái tạo lớn. Trong cuộc cạnh tranh này, những nhà sản xuất khác lại hướng đến thuật toán AI, Deep Learning để học được những dữ liệu hình ảnh và phân tích cho nhu cầu sử dụng sau này. Dù sao, đó cũng là tiền đề để chúng ta có thể hướng đến dòng TV OLED trong tương lai có sở hữu độ phân giải 8K, độ tương phản cao và màu đen tuyệt đối. Yếu tố này thì OLED hoàn toàn vượt trội hơn so với các công nghệ TV hiện tại, bởi mỗi nền ảnh diode hữu cơ tự phát sáng có khả năng tắt hoàn toàn để thể hiện màu đen tuyệt đối. Vì sao lại cần màu đen tuyệt đối? Câu trả lời là để tăng cường độ tương phản. Độ tương phản có thể hiểu một cách đơn giản là sự chênh lệch giữa vùng sáng và vùng tối của hình ảnh. Chênh lệch càng cao, độ tương phản càng cao thì hình ảnh sẽ càng lồi khối và bắt mắt. Nhờ công nghệ tấm nền mà TV OLED dễ dàng tạo ra độ tương phản với màu đen thể hiện tốt nhất, là công cụ tái tạo những hình ảnh có dải nhạy sáng cao, hay còn gọi là HDR, theo nhiều chuẩn hình ảnh khác nhau. Công nghệ OLED ngày càng có những bước tiến để khắc phục những tồn tại của nó. Bằng chứng là tấm nền OLED WRP đã cải thiện được độ sáng màn hình và có thể thuyết phục được những khách hàng khó tính hay đáp ứng tiêu chuẩn hình ảnh HDR. Về cơ bản, những ưu điểm về chất lượng hình ảnh, tương phản, độ mỏng tấm nền vẫn được giữ nguyên. Hiển thị hình ảnh chuyển động cực kỳ mượt mà. Với sự phát triển của công nghệ TV OLED ngày càng cải thiện khả năng hiển thị hình ảnh để đem lại những khung hình chuyển động mượt mà, đáp ứng nhu cầu thưởng thức phim, hành động hay chơi game. Tấm nền OLED không cần đến thuật toán nhấp nháy khung hình để giảm độ sáng, từ đó tăng cường phản hồi hình ảnh. Công nghệ chip xử lý và kho dữ liệu hình ảnh có thể lỗi suy những khung hình dạng chèn khung, hình đen hoặc lỗi suy chuyển động, giúp làm tăng độ mượt khi người dùng thưởng thức phim ảnh. Tất nhiên, trong cái video này thì chúng ta đang giới hạn công nghệ TV lên những công nghệ có liên quan khác như AMRF Freesync, NVIDIA G-Sync hay HDMI Forum VR sẽ không được nhắc đến. Chẳng hạn như mẫu TV Bravia OLED A9G theo thử nghiệm của trang web rting.com, thời gian đáp ứng trong khoảng thời gian đo đạc 80% ở mức 0.2 mili giây và 100% là 1.9 mili giây, trong khi màn hình LCD IPS chỉ có thể tạo ra response time ở khoảng 4 đến 5 mili giây. Tiết kiệm điện với hệ thống các diode tự phát sáng, TV OLED tối ưu hiệu quả điện năng tiêu thụ nhờ việc chủ động tắt những vùng sáng không cần thiết. Điều này giúp cho TV có khả năng tiết kiệm điện hơn. Trong chế độ chờ, TV OLED chỉ tiêu hao điện năng khoảng 0.5W. Tùy vào độ sáng thể hiện những khung cảnh mà TV sẽ tối ưu điện năng tiêu thụ.
Một yếu tố đáng cân nhắc nữa là nền tảng hệ điều hành của TV hiện đại. Android là hệ điều hành có khả năng hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt với khả năng nhận diện giọng nói điều khiển tốt nhất. Trong tương lai thì các mẫu TV Android có thể được cập nhật lên trợ lý giọng nói Google Assistant để mọi người có thể điều khiển những thiết bị nhà thông minh cũng như tương tác với TV một cách thông minh và dễ dàng hơn. Đó là những cải tiến công nghệ đã cho thấy TV OLED đang được lựa chọn cho việc thưởng thức hình ảnh chất lượng cao, thể hiện tương phản với màu đen sâu cũng như mang đến một thiết kế cực kỳ ấn tượng. Tất nhiên, người dùng muốn công nghệ này có thể tiếp cận với mức giá tốt hơn để đáp ứng những người dùng đang mong muốn sở hữu công nghệ TV vượt trội nhất hiện nay. Tuy nhiên, công nghệ luôn là như vậy, nó có tới đâu thì các bạn có thể phấn đấu sở hữu tới đó thôi. Chờ nữa thì biết đến bao giờ.